Khi nói chư Phật đã được, đang được và sẽ được vô thượng Bồ Đề nhiều như cát sông Hằng, là dựa trên văn tự, ngôn ngữ của thời gian, tức là có quá khứ, hiện tại và vị lai. Nhưng Bồ Đề không có quá khứ, hiện tại, vị lai, nghĩa là Bồ Đề không tùy thuận thời gian. Thí dụ, khi trái đất quay tròn một vòng thì có 24 tiếng đồng hồ, tức là một ngày đêm. Nhưng phi thuyền con thoi cũng bay chung quanh quỹ đạo địa cầu, chỉ mất có khoảng 16 phút, thì thời gian trên không gian và thời gian dưới đất đâu có giống nhau. Vậy thời gian nào là thời gian thật? Vì thế thời gian nghĩa là quá khứ, hiện tại, vị lai là do con người đặt ra vậy thôi, chứ không có cái gì là chân thật cả. Do đó, kinh mới có câu, Như Lai giả vô sở tùng lai, diệt vô sở khứ, nghĩa là vô thượng Bồ Đề là quả vị vô thủy vô chung. Khi mê thì thấy có Phật, có Bồ Tát, có chúng sinh, nhưng khi thức tỉnh giác ngộ thì thấy tất cả chúng sinh đều là Phật, bởi vì ai ai cũng đều có Phật tánh cả. Quả vị A-la-hán hay ngay cả quả vô thượng Bồ Đề là vô thực mà vô hư. Tại sao? Bởi vì cái quả vị A-la-hán mà ông Xá Lợi Phất chứng đắc, hay quả vị Phật mà Như Lai thành tựu, thì không có hình tướng, không có màu sắc, không có văn tự ngôn ngữ diễn tả, cho nên cái chứng đắc này là không thật có, không tìm đâu ra. Nhưng nếu không thật thì phải là hư. Thế mà cái chứng đắc trên lại là vô hư. Tại sao? Mặc dù không ai thấy được hình tướng của sự chứng đắc, nhưng ông Xá Lợi Phất có được tâm thanh tịnh niết bàn, nên không còn bị vô minh phiền não quấy phá. Thế thì quả chứng đắc chính là vô hư, tức là có thật. Đó chính là sắc, tức là không, và không chính là sắc vậy. Vô thượng Bồ Đề tức là bản thể chân như của vạn pháp. Vì thế, nếu chúng sinh sống đúng và hợp với chân lý của vạn pháp, cũng như người trở về nguyên quán, về lại bảo sở chân như mà mình lưu lạc từ bấy lâu nay. Tóm lại, cho dù chúng sinh có mang thân nam thân nữ, hay dù chỉ tu phước như các vị trời, thì ai ai cũng có thể phát tâm tu hạnh Bồ Tát để làm lợi ích cho chúng sinh. Với tâm vô cầu, vô sở đắc thì tâm sẽ được thanh tịnh, tức là Phật tánh hiện bày. Cốt tùy của tu hành là chuyển tâm chứ không chuyển cảnh. Vì thế, khi tâm được thanh tịnh thì hình tướng sinh diệt bên ngoài cũng như gió thoảng mây bay, thì tướng nam, nữ có gì phải bận lòng. Chương thứ 8: Phẩm Phật đạo, con đường Phật. Bồ Tát Văn Thù Sư lợi nói: "Thưa ngài Duy Ma Cật, Bồ Tát phải làm gì để con đường Phật được thông suốt?" Ông Duy Ma Cật đáp: "Bồ Tát muốn con đường Phật được thông suốt phải đi con đường ngược lại. Đi con đường ngược thì con đường Phật sẽ thông suốt." Bồ Tát Văn Thù hỏi: "Đi con đường ngược, Bồ Tát phải đi như thế nào?" Ông Duy Ma Cật đáp: "Bồ Tát đi vào ngũ vô gián mà không buồn rầu giận dữ, vào địa ngục mà tự tâm không có tội lỗi cấu uế, đến với súc sanh mà không có vô minh kiêu mạn, đến với ngạ quỷ mà đầy đủ công đức lành, đi vào con đường dục giới, sắc giới, chẳng cho đó là được may mắn hơn. Giả đi vào con đường tham dục mà xa lìa các sự đắm nhiễm dính mắc, giả đi vào con đường sân nhuế mà đối với chúng sinh không giận dữ thù hằn, giả đi vào ngu si mà thường dùng trí tuệ điều phục tâm mình, giả đi vào con đường san tham mà xả bỏ thân tâm của cải cho đến thân mạng cũng không lẫn tiếc, giả đi vào đường phạm giới mà tâm an chủ tịnh hạnh, dù tội lỗi nhỏ cũng răn sợ không cho sai phạm, giả đi vào con đường giải đãi mà hằng siêng tu công đức thiện, giả đi vào con đường loạn ý mà thường nhiếp niệm định tâm, giả đi vào con đường ngu si mà thông hiểu hết việc thế gian và suốt thế gian một cách đứng đắn, giả đi vào con đường xiểm trá mà khi kết quả thì đúng với ý nghĩa kinh, hợp lời Phật, giả đi vào con đường kiêu mạn mà thực chất là làm cầu đường chuyên chở chúng sinh, giả đi vào con đường phiền não mà tâm thường thanh tịnh trong sáng, giả đi vào con đường ma mà thuận theo trí tuệ Phật, không nghe theo sự cám dỗ của bọn ma,
già đi vào con đường thanh văn mà giáo hóa chúng sinh bằng pháp đại thừa, già đi vào con đường bích chi Phật mà đi truyền đạt cho chúng sinh tư tưởng đại bi của Phật, già đi vào hàng nghèo khó mà của báo công đức trong tay vô tận, già đi vào đường trau dồi trang điểm sắc diện như người thường mà đầy đủ các tướng hảo tự trang nghiêm thân, già đi vào đường hạ tiện mà thực chất sanh trong dòng Phật, bên trong có đầy đủ công đức, già đi vào đường của hạng người quê mùa yếu đuối mà thực chất được thân tráng kiện, na la diên, chúng sinh đều rất ưa nhìn, già đi vào đường lão bệnh mà dứt hẳn bận căn, vượt ra sự sợ sệt chết chóc, già đi vào con đường kinh doanh sinh sống mà hằng quán vô thường, không để lòng tham luyến, già có thê thiếp mà thường viễn ly bùn lầy ngũ dục, giả hiện như người đần độn mà biện tài vô ngại nhờ ghi không sót, giả đứng phe tà mà lấy chánh lý giúp hộ chúng sinh, giả hiện đi vào các luân hồi mà đoạn hết nguyên nhân sanh tử ưu bi khổ não, giả hiện ở niết bàn mà không dứt hết hạt giống sanh tử. Thưa ngài Văn Thù Sư Lợi, nếu Bồ Tát đi vào con đường trái ngược như thế, Bồ Tát sẽ đi một cách thông suốt con đường Phật. Bồ Tát phải làm gì để đi con đường Phật được thông suốt, không bị trở ngại? Đó là Bồ Tát hành phi đạo thì vi thông đạt Phật đạo. Nghĩa là nếu muốn đi theo con đường Phật được thông suốt, thì Bồ Tát phải đi ngược lại con đường chúng sinh đi. Phật đạo là con đường dẫn dắt chúng sinh đến chỗ giải thoát giác ngộ. Con đường của chúng sinh là thuận lưu sanh tử, tức là xuôi theo dòng sanh tử mà đi. Vì thế, nếu muốn đi con đường Phật viên mãn, thì Bồ Tát phải đi ngược dòng sinh tử này. Thông thường thì dòng sinh tử là khuyến khích con người làm lành lánh dữ, bỏ ác phục thiện. Bây giờ phi đạo, tức là trái đạo, hay đi ngược lại dòng sinh tử, nghĩa là con đường xấu ác tội lỗi, bất thiện. Vậy tư tưởng của ông Duy Ma Cật có mâu thuẫn với Phật Pháp chăng? Bồ Tát tự nguyện thị hiện vào đời để cứu giúp chúng sinh, thì chắc chắn phải đối diện với thuận hay nghịch cảnh. Nếu gặp thuận cảnh, gặp người hiền lành chất phác siêng năng chăm chỉ tu hành, thì việc độ sanh tương đối dễ dàng, cũng như chiếc tàu buồm nương theo chiều gió mà thánh thoát lướt tới. Nhưng thế gian là biển khổ trầm luôn, con người lặn hụp trong cõi đời ô trược, lấy khổ làm vui. Vì thế Bồ Tát dám thị hiện vào trong nghịch cảnh để làm những việc khó làm, vào những chỗ tội lỗi xấu xa như trà đình tử điếm, đầu trộm đuôi cướp, để giáo hóa cứu độ chúng sinh, đưa họ thoát ra khỏi chốn bùn lầy tanh hôi dơ giấy. Các ngài thị hiện làm kẻ tham sân si, ham mê sắc dục, làm kẻ phá giới, làm người gian ác, để làm gương cho chúng sinh thấy đó mà xa lánh. Các ngài hiện thân ngay cả vào địa ngục, làm ngạ quỷ hay súc sanh, nhưng vẫn an nhiên và không vướng mắc sinh tử luân hồi. Với tâm đại từ đại bi, đại hùng đại lực, các ngài thương tất cả chúng sinh, người tốt cũng thương mà người xấu ác lại càng thương hơn. Vì thế các ngài thị hiện tùy theo căn tánh của chúng sinh mà cứu vớt họ, khuyên nhủ họ lánh xa tội lỗi, tu tâm dưỡng tánh và trở về với chánh đạo. Dù hiện thân là gì đi chăng nữa, tâm của Bồ Tát lúc nào cũng như bất động. Vì vậy cho dù các ngài có vào những nơi nhiều cám dỗ hưởng thụ dục lạc mà tâm không hề khởi vọng niệm, không phân biệt chấp trước, nên lúc nào cũng an nhiên tự tại, không bị ô nhiễm. Có đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu, thì Bồ Tát mới gần gũi thân cận và cảm thông được với hoàn cảnh của chúng sinh mà tạo cơ hội cứu giúp họ. Nên nhớ, muốn làm những chuyện khó làm thì chính mình phải có đủ bản lãnh, nếu không thì việc mình độ đời hóa ra mình bị đời độ lại, nghĩa là chẳng những không cứu giúp được ai mà chính mình cũng bị sa vào vòng đọa lạc. Không biết bơi thì đừng làm anh hùng nhảy xuống sông cứu người đang chết đuối, hoặc là thuyền mình nhỏ bé thì đừng mạo hiểm đi vào chốn biển to sóng lớn. Dựa theo tư tưởng của Phật giáo Mật Tông Tây Tạng thì họ chuyển hóa tất cả lạc thú thành kinh nghiệm siêu việt. Đó là thay vì tránh xa lạc thú thế tục, Mật Tông Tây Tạng khuyên con người cứ tự nhiên hưởng lạc, nhưng chuyển cái năng lượng của lạc thú thành con đường hiệu nghiệm đưa đến sự toại ý
và giác ngộ hoàn toàn. Khoái lạc tự chúng không là vấn đề, mà vấn đề chính là sự bám víu, chấp thủ vào khoái lạc. Do đó, con người tha hồ vui thú mà không bị những rắc rối kèm theo sự tìm kiếm khoái lạc. Thật ra tư tưởng này không có gì mới lạ đối với giáo lý Phật giáo Đại Thừa. Vì sáu căn và sáu trần, tự chúng là bản nhiên thanh tịnh không bị ô nhiễm. Nhưng khi sáu căn đối diện với dục lạc, tâm liền phân biệt mà phát hiện ý niệm ham muốn mà bám víu chấp thủ lấy dục lạc. Vì thế, Phật giáo Đại Thừa rất cẩn thận mà dạy cho chúng sinh kềm chế tâm tham dục thay vì tha hồ chạy theo tham dục. Chúng ta là phàm nhân, chứ đâu phải là Bồ Tát, không mặc áo quần chống lửa thì đừng chạy vào nhà đang cháy để cứu người. Khác với các vị Bồ Tát giả hiện vào cảnh xấu, làm các việc xấu nhưng tâm vẫn an nhiên tự tại, không bị bụi trần làm ô nhiễm. Các vị A-la-hán trong hàng thanh văn thì cố chấp, không dám làm những chuyện phi đạo. Thấy nhà cháy mà không dám vào cứu cô gái đẹp vì sợ phải ám bổng. Cũng như ông Xá Lợi Phất thấy hoa trời xinh đẹp thơm ngát mà không dám ngửi vì sợ phạm giới. Đối với hàng tu theo nhị thừa như thanh văn, duyên giác thì cứu cánh vẫn là thoát ly sanh tử luân hồi, lánh xa thế tục để cho tâm được thanh tịnh mà chứng đắc niết bàn. Đây là con đường tự giác mà họ không tha thiết nghĩ gì đến phần giác tha, là cứu giúp tất cả chúng sinh vẫn còn lặn hụp trong biển sinh tử trầm luân khổ não. Vì thế, Bồ Tát lại thị hiện làm thân A-la-hán hay Bích Chi Phật để tiến tu, phát Bồ Đề Tâm mà viên thành Phật Đạo để làm gương cho họ tu theo. Có tự độ rồi độ tha hay tự giác rồi giác tha thì Đạo Phật mới tồn tại, chánh pháp mới được lưu truyền và dĩ nhiên chúng sinh mới có cơ hội quay về với chánh đạo. Nếu tự giác mà không giác tha thì Đạo Phật sẽ chết, ai cũng xa lánh trốn bụi trần, vào tận rừng sâu u tịch mà tu thì chân lý huyền diệu nhiệm màu của Như Lai cũng theo hàng thanh văn biến mất vào nơi cực lạc niết bàn. Vì thế phải có những vị Bồ Tát thị hiện vào những nơi tội lỗi xấu xa, làm những việc khó làm để làm gương cảnh tỉnh cho chúng sinh và giúp đỡ cho họ tu hành, thì tất cả những việc phi đạo mới chính là Phật đạo vậy. Bấy giờ ông Duy Ma Cật hỏi Văn Thù Sư Lợi rằng: Thưa ngài Văn Thù Sư Lợi, xin ngài cho biết những gì là hạt giống Như Lai. Văn Thù đáp: Thân là hạt giống Như Lai, vô minh, ái là hạt giống Như Lai, tham, sân, si là hạt giống Như Lai, tứ đạo, ngũ cái, lục nhập, thất tình, cửu não, thập bất thiện nghiệp là hạt giống Như Lai. Nói tóm lại, 62 kiến chấp và tất cả phiền não đều là hạt giống Như Lai. Nói thế nghĩa là thế nào? Nghĩa là những tâm và tâm sở pháp có tánh chất phiền não vô minh, đó là hạt giống Như Lai Phật. Ngược lại, nếu người tỏ ngộ, vô vi, chứng nhập chánh vị thì không thể phát tâm hướng đến vô thượng Bồ Đề. Ví như cao nguyên và đất gò, sen không thể mọc được thì còn mong gì trổ được hoa. Chỉ có đất thấp bùn lầy, hoa sen mới sanh trưởng. Cũng như vậy, người ngộ vô vi pháp chứng nhập chánh vị không cần sinh hoạt ở trong Phật pháp nữa. Chỉ có chúng sinh ở trong bùn lầy phiền não mới phát khởi lòng mong cầu Phật pháp mà thôi. Cũng như trồng cây trong hư không, cây không thể sanh trưởng, phải trồng ở chỗ có đất phân, cây mới tươi tốt sum suê. Cũng vậy, người chứng nhập vô vi chánh vị không còn điều kiện để sanh trong Phật pháp. Thế cho nên phải biết rằng tất cả phiền não là hạt giống Như Lai. Ví như không lặn xuống biển sâu không thể có được bảo châu vô giá, không vào biển lớn phiền não không thể có nhất thiết chí vô giá Như Lai. Các vị A La Hán vì chưa thâm nhập triết lý Đại Thừa nên thấy thế gian là khổ, chúng sinh can cường khó dạy, trần thế đầy rẫy tội lỗi đau thương, nên họ xa lánh chốn bụi trần mà rút tận vào rừng sâu cố tu mong để chứng đắc niết bàn và thoát vòng sinh tử luân hồi. Khi chúng sinh đã đoạn trừ hết kiến hoặc, tư hoặc và vi tế hoặc thì họ chứng đắc quả vị A La Hán. Đến đây có hai con đường:
Nếu họ thỏa chí với quả vị A-la-hán mà không chịu tiến tu, thì họ là định tánh A-la-hán. Còn hạng thứ hai có trí tuệ và muốn tiến lên trí tuệ đại thừa để hoàn thành Phật đạo, thì gọi là tuệ tánh A-la-hán. Chỉ có hạng định tánh A-la-hán mà kinh này gọi là nhập vô vi chánh vị, tức là chỉ muốn an hưởng một thứ niết bàn an tịnh mà không chịu tiến tu, không phát tâm bồ đề, nên Đức Phật luôn của trách hạng này, gọi họ là mầm thối, là hạt giống bị đốt cháy. Nhưng hoa sen đâu có mọc trên núi cao, mà nở hoa tươi thắm ở nơi bùn tanh hôi hám. Thế thì chốn bụi trần chính là đạo tràng tốt nhất, là hạt giống Như Lai để cho chúng sinh vươn lên mà trổ hoa thơm ngát. Muốn đánh tan tư tưởng cố chấp nhị nguyên của hàng thanh văn, người học Phật phải thấu suốt chân lý nhất như hay nhất chân pháp giới của Đại Thừa. Thuyết nhị nguyên của thế gian thường dẫn dắt con người suy nghiệm sai lầm về nhân sinh vũ trụ. Thí dụ như tốt thì phải có xấu, sáng phải có tối, thiện đi đôi với ác, trong thì có ngoài. Nhưng nhất chân pháp giới hay nguyên lý bất nhị Đại Thừa của nhà Phật xác định là tất cả là một nghĩa, là trong tối có sáng, trong thiện có ác. Cho nên phiền não tức bồ đề hay sinh tử tức niết bàn. Vì vậy con người không cần phải tìm niết bàn hay bồ đề ở đâu xa, mà nó chính là ở trong cảnh phiền não sinh tử mà ra. Con người vì mê lầm nên luôn tìm cái giác ở ngoài cái mê, nhưng thật ra giác và mê vẫn là một. Bởi vì hết mê thì thấy giác, hết đau khổ thì có an vui, chứ không tìm thấy an vui ở đâu xa. Chúng sinh vì bị vô minh che lấp nên cuộc sống đầy rẫy phiền não khổ đau. Cái nhức đầu nó không tha cho một ai cả. Nghèo có nhức đầu, đau khổ của kẻ nghèo, còn người càng giàu sang phú quý thì càng thêm phiền não lo âu. Bây giờ nếu con người thấu hiểu Phật pháp và sống theo chánh pháp thì biết rằng phiền não vô minh dấy khởi làm che lấp bồ đề. Cho nên một khi chúng sinh biết làm cho phiền não lắng xuống thì bồ đề sẽ hiện ra. Nói cách khác, nếu con người ôm một bụng phiền não mà chạy tìm bồ đề thì cho dù chạy tìm đến muôn đời cũng không bao giờ thấy nó được. Do đó, nếu không diệt hết vô minh phiền não thì cho dù chúng sinh có qua tận Ấn Độ tham thiền niệm Phật dưới cội bồ đề thì bồ đề cũng không bao giờ hiển hiện. Niết bàn cũng thế, niết là không, bàn là sân. Cho nên nếu không còn giận hờn tức tối, không còn chấp lời khen chê thị phi thì có niết bàn. Niết là không, bàn là si. Vì vậy khi không còn ham muốn đòi hỏi hay mù quáng chạy theo dục vọng thái quá là có niết bàn ngay. Vì thế tất cả những thứ như tham sân si, vô minh, ái dục chính là hạt giống Như Lai, là bùn lầy tanh hôi dơ giấy, là nguyên liệu cần thiết để cho hoa sen đâm chồi nứt rễ. Chính nơi bùn tanh hôi hám này mà sen bồ đề mới nở hoa thơm ngát và loan tỏa sự an lạc thanh tịnh của niết bàn. Hàng thanh văn vì tỏ ngộ vô vi, nghĩa là chứng được ngã không, tức là thấy mình là không và chúng sinh vạn pháp cũng là không. Vì tất cả là vô thường vô ngã, sinh sinh diệt diệt, nên họ xa lánh cuộc đời, chán trường nhân thế, sống trong tiêu cực và không phát tâm bồ đề để cứu giúp chúng sinh. Ngược lại, các vị Bồ Tát cũng hành thâm ngũ uẩn là không, nhưng cái không lại hiện ra cái có, tức là chân không mà diệu hữu. Nên Bồ Tát không lìa chúng sinh, vì Bồ Tát chúng sinh vốn là một. Các ngài thị hiện nhiều thân hình khác nhau, làm những việc khó làm để cứu độ chúng sinh trong cuộc đời dẫy đầy tội lỗi phiền não khổ đau này. Tóm lại, trước tuệ nhãn của Bồ Tát Văn Thù thì tất cả phiền não là hạt giống Như Lai. Chúng sinh muốn thành Phật thì phải dựa trên vô minh phiền não mà từ từ cải tạo, chuyển hóa, bớt một phần vô minh thì có một phần bồ đề, bớt một phần phiền não thì có một phần niết bàn. Cho đến khi vô minh tan biến, phiền não tiêu trừ thì niết bàn, bồ đề hiển hiện. Thật vậy, không xuống biển sâu thì không thể có được bảo châu vô giá, không có vô minh phiền não thì không bao giờ có được nhất thiết chủng trí Như Lai, tức là trí tuệ Phật vô giá được.
Bấy giờ ông Đại Ca Diếp tán thán rằng: "Ôi tuyệt diệu thay, tuyệt diệu thay, tuyệt diệu thay, những lời của ngài Đại Trí Văn Thù Sư Lợi thật đúng vậy, bè lũ phiền não là hạt giống Như Lai. Hàng Thanh Văn chúng tôi không kham nổi việc phát tâm vô thượng Bồ Đề, đến như người thọ tội ngũ vô gián hãy còn có thể phát tâm sanh trong Phật pháp. Nay chúng tôi lại mất hẳn ý chí cầu vô thượng đạo, ví như người thu chột các căn đối với ngũ dục chẳng còn tương quan tiếp thọ được gì. Hàng Thanh Văn đoạn hết phiền não kiết sử, trong Phật pháp hết đường nhờ cậy, vì chí nguyện đã dứt mất hẳn rồi. Thế cho nên, thưa ngài Văn Thù Sư Lợi, người bạc địa phàm phu đối với Phật pháp còn có cơ may trở lại, mà Hàng Thanh Văn thì đã tuyệt phần. Bởi vì phàm phu nghe Phật pháp có thể phát khởi vô thượng đạo tâm, chứ Hàng Thanh Văn dù có nghe Phật pháp trọn đời vĩnh viễn không thể phát triển ý hướng về vô thượng đạo. Nếu có người làm ăn rất thành công, tiền bạc dồi dào và đời sống đang xuôi buồm thuận gió, giàu sang sung sướng, thì những người này ít khi nào thích nghe kinh, học pháp. Trái lại, khi con người đối diện với phiền não khổ đau như công danh thất bại, tiền của mất mát, tình yêu bẽ bàng, gia đình bất ổn, tai nạn xảy ra hay gặp bệnh tật, thì họ mới hồi đầu thì ngạn để nghe kinh học pháp mà tỏ ngộ chân lý. Vì thế bè lũ phiền não chính là hạt giống Phật, là mầm của Như Lai, là giải thoát giác ngộ. Thật ra những người quá nghèo khổ cơ hàn thì cũng rất khó mà tu hành, vì cũng đối diện với phiền não khổ đau, nhưng họ mãi quần quật với cuộc sống nên không tìm thấy ánh sáng của chân đạo. Tiếc thay trí tuệ hạn hẹp của hàng tiểu thừa đối với giáo lý vô thượng thẩm thâm vi diệu pháp của đại thừa, ngay cả ông Xá Lợi Phất cũng tự trách mình và hàng Thanh Văn không làm lợi ích cứu giúp cho chúng sinh. Đối với hạng bạc địa phàm phu còn có cơ hội phát tâm cầu vô thượng Bồ Đề, trong khi hàng Định Tánh Thanh Văn đối với quả vô thượng Bồ Đề thì vô phương cứu chữa, không còn hy vọng, cũng như người tàn phế cả ngũ căn, mặc dù ngũ trần còn đó mà chẳng hề hay biết. Bấy giờ trong pháp hội có Bồ Tát tên Phổ Hiện sắc thân hỏi ông Duy Ma Cật rằng: "Thưa cư sĩ, cha mẹ vợ con thân bằng quyến thuộc bạn lành tri thức của ngài là những ai? Nô tỳ đồng bọc ngựa voi xe kiệu ngài để ở chỗ nào?" Kinh điển Đại Thừa mỗi khi giới thiệu tên của một vị Phật hay Bồ Tát thì kinh thường ám chỉ một ý nghĩa thâm sâu huyền diệu, chẳng hạn như Nam Thắng Như Lai, Tu Di Đăng Vương Như Lai. Trong phẩm này, khi giới thiệu Phổ Hiện sắc thân Bồ Tát thì cũng không ngoài ngoại lệ đó. Phổ là rộng, hiện là cho thấy, cho nên Phổ Hiện sắc thân là thị hiện thành nhiều thân hình và làm những việc khó làm để chúng sinh dựa theo đó mà quay về với chánh đạo. Thuở Đức Phật còn tại thế, ngài chỉ dùng khẩu thuyết chứ không có văn tự để hoằng pháp. Vì thế sau mỗi bài pháp thoại, ngài thường tóm gọn những tư tưởng chính vào thành một bài kệ để đại chúng dễ nhớ, dễ tu học. Ông Duy Ma Cật đáp lời qua bài kệ: "Chí độ mẹ Bồ Tát, phương tiện ấy làm cha, tất cả các đạo sư đều do đó sanh ra, pháp hỷ chính là vợ, tâm từ bi là gái, tâm thánh thật là trai, rỗng lặng là nhà thường trú, trần lao là đệ tử, sai khiến theo ý muốn, đạo phẩm là thiện tri thức, do đấy thành chánh giác, lục độ pháp là bạn bè, pháp tứ nhiễm là kỹ nữ, ca ngâm tụng lời pháp, lấy đó làm âm nhạc, hoa viên là tổng trì, rừng cây là pháp vô lậu, giác ý là hoa tịnh diệu, trái là giải thoát trí tuệ, bát giải thoát là ao tắm, nước định lóng trong đầy đầy, để tắm nồi không nhơ, ngũ thông voi ngựa chạy, đại thừa là xe cộ, cầm cương là nhất tâm, dạo chơi đường bát chánh, tướng hảo để đẹp người, đức tốt làm trang sức, tâm quý làm xiêm áo, thân tâm làm tràng hoa, bày của báu là sự nghiệp, giáo hóa làm lợi tức, việc làm đúng như lời nói, hồi hướng là lợi lớn, tứ thiền làm giường ngồi, tu tịnh mệnh sanh ra, học rộng tăng trí tuệ là tiếng cõi lòng, thức ăn là pháp cam lồ, nước uống
là vị giải thoát, tắm rửa sạch tịnh tâm, hương hoa là giới phẩm, đánh tan giặc phiền não, mạnh mẽ không ai hơn, hàng phục bốn giống ma, dựng cờ đại chiến thắng, tuy biết không sanh diệt, vì dạy dỗ thị hiện có sanh, xuất hiện khắp cõi nước, như mặt trời tỏa sáng trong không, cúng dường mười phương quốc độ, vô lượng ức Như Lai, chư Phật và thân mình, không có tưởng phân biệt, dù biết các cõi Phật với chúng sinh đều không, mà thường tu tịnh độ, giáo hóa hết quần sanh, bao nhiêu loại chúng sinh, hình thành và cử chỉ, lực vô úy của Bồ Tát, một thời đều hiện đủ, biết rõ các việc ma, mà hiện theo hạnh nó, dùng trí phương tiện khéo, hiện theo ý bọn ma, hoặc hiện già bệnh chết, giáo hóa các quần sanh, rõ biết như huyền hóa, việc làm không trở ngại, hoặc hiện kiếp cháy tan, trời đất đều trống rỗng, mọi người có tưởng thưởng, khiến biết được vô thường, vô số ức chúng sanh, đồng đến mời Bồ Tát, cùng một lúc đến nhà, dạy họ về Phật đạo, kinh sách chú thuật tà, các nghề nghiệp khéo léo, đều hiện làm việc ấy, vì lợi ích chúng sinh, các đạo pháp thế gian, nương đấy mà xuất ra, để chỉ rõ chỗ sai, khiến khỏi rơi tà kiến, có lúc làm nhật nguyệt, làm thế chủ phạm vương, có lúc làm đất nước, có khi làm gió lửa, trong đời có đói kém, thân hiện các thức ăn, cứu đói khát cho người, sau đem Phật Pháp dạy, đời sắp nổ binh đao, đem đạo từ bi thuyết, giáo hóa cho chúng sinh, xóa bỏ lòng tranh chấp, nếu chiến tranh bùng nổ, đứng giữa thế cân bằng, hiện uy thế Bồ Tát, thuyết phục, khiến yên hòa, trong tất cả quốc độ, chỗ nào có địa ngục, liền đến vào nơi đó, giúp họ khỏi khổ đau. Trong tất cả cõi nước, súc sanh ăn nuốt nhau, hiện sanh vào trong đó, làm cho họ được lợi lành. Giả bằng lòng ngũ dục, lại biểu hiện hành thiền, khiến tâm ma rối loạn, không dễ khuấy lung lay. Hoa sen xanh trong lửa, chuyện hư hữu trên đời, trong cõi dục mà tu thiền, ít có cũng như thế, hoặc hiện làm dâm nữ, dụ những người háo sắc, trước lấy dục dụ người, sau khiến vào Phật trí, hoặc làm người quốc trưởng, hoặc làm chủ thương thuyền, quốc sư đại thần tốt, để giúp ích chúng sinh. Với những người nghèo khó, hiện làm kho vô tận, nhân đó khuyến dạy người, phát khởi bồ đề tâm. Với hạng người kiêu mạn, hiện làm đại lực sĩ, tiêu phục lòng cống cao, quay về đạo vô thượng, những người hay sợ sệt, đến nơi để an ủi, xua tan niềm sợ hãi, sau khiến phát đạo tâm, hoặc hiện lìa dâm dục, làm ngũ thông tiên nhân, chỉ dạy cho chúng sinh, để được giới nhẫn từ, thấy ai cần hầu hạ, hiện làm người tôi tớ, phục vụ đẹp ý chủ, sau khuyến phát đạo tâm, dùng phương tiện khéo léo, cung dưỡng mọi nhu cầu, con đường đạo vô lượng, việc làm không bến bờ, trí tuệ không hạn lượng, độ vô số chúng sinh, giả sử tất cả Phật, trong vô số ức kiếp, tán thán công đức kia, hãy còn không cùng tận, ai nghe Pháp như thế, chẳng phát bồ đề tâm, trừ người mất giống Phật, ngu si không trí tuệ. Bộ kinh điển Đại Thừa, mỗi khi giới thiệu tên của một vị Phật hay Bồ Tát, thì kinh thường ám chỉ một ý nghĩa thâm sâu huyền diệu, chẳng hạn như Nam Thắng Như Lai, Tu Di Đăng Vương Như Lai. Trong phẩm này, khi giới thiệu phổ hiện sắc thân Bồ Tát, cũng không ngoài lệ đó. Phổ là rộng, hiện là cho thấy, cho nên phổ hiện sắc thân là thị hiện thành nhiều thân hình và làm những việc khó làm, để chúng sinh dựa theo đó mà quay về với chánh đạo. Trí tuệ là trí tuệ độ, tức là bát nhã độ hay bát nhã ba la mật đa, nghĩa là trí tuệ rốt ráo, là cái sáng suốt triệt để, có công năng đưa người từ bờ mê sang bến giác. Vì thế, trí tuệ là mẹ của Bồ Tát và cũng là mẹ của ba đời chư Phật. Còn phương tiện ấy là cha, nghĩa là khi làm bất cứ việc gì, miễn có lợi ích cho chúng sinh, và đưa họ quay về với Phật Pháp, thì
thì Bồ Tát không bao giờ chấp phương tiện cả. Nhắc lại, khi ông Xá Lợi Phất hỏi cầu ở thừa nào trong ba thừa, thì thiên nữ giải thích rằng tất cả trăm sông đều cùng đổ về biển lớn, nghĩa là tất cả đều là nhất thừa Phật đạo, thì tại sao con người còn chấp cứng vào phương tiện thanh văn duyên giác? Hay Bồ Tát cũng chỉ là phương tiện trên bước đường hoàn thành Phật đạo? Người có trí tuệ sáng suốt thì không chấp phương tiện, nếu cần thì nghiêm trì giới luật cứng ngắc như thanh văn. Nhưng khi hoàn cảnh thay đổi, cần cứu giúp chúng sinh, thì họ uyển chuyển thong dong mà thực hành Bồ Tát đạo, mà tâm vẫn tự tại thanh tịnh. Vì thế người có trí tuệ Bát Nhã Ba La Mật Đa thì không bao giờ chấp phương tiện, nghĩa là sợ tổn hại cho phẩm hạnh công đức tu hành của mình, mà nhìn vào cứu cánh cứu độ chúng sinh, nghĩa là nếu chúng sinh thoát được hiểm nghèo tai ách thì Bồ Tát dù có hy sinh ngay cả chính thân mạng của mình cũng không màng. Do đó có trí tuệ sáng suốt và biết dùng phương tiện thiện xảo thì đó cũng như là cha mẹ của Bồ Tát vậy. Đã là cư sĩ thì phải có vợ con, nhưng khác với phàm nhân thì pháp hỷ, nghĩa là niềm vui nơi Phật pháp mới chính là người vợ của ông ta. Còn tâm từ bi thương xót tất cả chúng sinh là con gái, và tâm lành tâm thiện mới chính là con trai. Là bậc thượng nhân dĩ nhiên phải có đệ tử, nhưng đệ tử ở đây chính là trần lao khổ ách của chúng sinh. Bồ Tát không phải thấy chúng sinh đau khổ thì chạy trốn an hưởng cảnh tịch diệt niết bàn cho riêng mình như hàng thanh văn, mà phải xông vào trần thế để cứu giúp tất cả mọi người. Sống trên đời ai cũng có bạn bè, nhưng bạn bè thiện tri thức ở đây là những đạo phẩm như 37 phẩm trợ đạo, tứ như ý túc, thất giác chi, bát chánh đạo, lục độ ba la mật để dẹp tan bọn giặc phiền não sân hận. Kỹ nữ của ông là tứ nhiếp pháp, đó là bố thí giúp đỡ chúng sinh từ tài thí, pháp thí cho đến vô ý thí. Ái ngữ là tùy theo căn tánh của chúng sinh mà nói năng an ủi khuyên lơn. Lợi hành là làm cho lợi ích cho người bằng những ý nghĩ, lời nói hay hành động khiến cho người cảm mến mà theo ta tu học. Đồng nhiếp là tùy theo căn cơ, hoài bảo, địa vị, nghề nghiệp của chúng sinh mà hòa nhập và cộng tác thân thiện, làm cho họ cảm mến mà quay về với chánh đạo. Tụng kinh, nghe pháp là ca vịnh, là âm nhạc. Hoa viên để dạo chơi chung quanh tỉnh thất là tổng trì, nghĩa là giữ cho tâm không còn tạp loạn. Rừng cây là pháp vô lậu, còn hoa thì lúc nào cũng tỉnh giác, và trái là trí tuệ giải thoát. Ao tắm của ông ta chính là bát giải thoát, và nước định thì lúc nào cũng đầy trong ao để ngâm ướp bông thất tịnh và tắm gội cho người vô cấu. Khi đi đâu thì dùng cỗ xe đại thừa mà đi trên con đường bát chánh đạo, tướng đẹp đẽ để làm cho người vui, cho Bồ Tát chẳng cần những thứ giả huyền này. Cho nên Bồ Tát lấy đức hạnh làm trang sức, còn áo quần là tàm quý. Tàm nghĩa là bất cứ, từ ý nghĩ, lời nói cho đến hành động, cho dù không hay biết đó là của mình cũng không bao giờ làm tổn hại thương đau cho ai. Còn quý là biết sửa đổi, sám hối lỗi lầm. Tràng hoa đeo trên người được kết bằng tâm thâm kín sâu sắc. Gia tài sự sản của ông là thất tài bảo hay thất thánh tài, đó là vàng tượng trưng cho giới, bạc tượng trưng cho tín, lưu ly tượng trưng cho văn tức là nghe, xà cừ tượng trưng cho tàm tức là xấu hổ, xích châu tượng trưng cho tinh tấn, mã não tượng trưng cho trí tuệ, và san hô tượng trưng cho xả tức là bỏ. Đối với Bồ Tát thì thất tài bảo chính là giới, tín, văn, tàm, tinh tấn, trí tuệ và buông xả, khác với thất tài bảo sinh diệt của phàm nhân, và cũng là cội nguồn của phiền não khổ đau, chính là vàng bạc, lưu ly, xà cừ, xích châu, mã não và san hô. Còn giáo hóa làm lợi ích cho chúng sinh mới là lợi tức sống của Bồ Tát. Việc làm đúng như lời nói, nghĩa là như thuyết mà tu hành, tức là nghe, học được pháp nào thì pháp phải áp dụng ngay vào trong cuộc sống thì mới có lợi ích.
Làm xong bất cứ việc gì thì nên hồi hướng cho hết chúng sinh thì mới lợi lạc. Giường ngồi của ông Duy Ma Cật là tứ thiền, nghĩa là lúc nào tâm cũng thanh tịnh. Càng học hỏi, tư duy quán chiếu mới làm tăng trưởng trí tuệ được. Trí tuệ là cõi lòng, nghĩa là phải học và am hiểu chánh đạo để mở mang trí tuệ. Thức ăn của Ngài là nước cam lộ, mát mẻ, và nước uống là hương vị giải thoát giác ngộ. Đối với phàm nhân thì tắm gội cho thân thể được sạch, còn cách tắm gội của Bồ Tát là tịnh tâm cho tâm hồn được yên tĩnh, trong sạch. Vì thế chữ cấu trong nhà Phật là phiền não vô minh. Tắm xong lấy giới phẩm làm hương hoa, mặc dầu giặc phiền não là khách trần, nhưng người học Phật ví như những chiến sĩ gan lì, thì mới đánh tan được bọn giặc phiền não bên ngoài này. Hàng phục bốn giống ma là phiền não ma, ngũ uẩn ma, tử ma và thiên ma. Đó là những thói hư tật xấu tiềm ẩn trong tâm của con người để xú giúp họ gây ra phiền não, tội lỗi đau thương, và cũng chính là những chướng ngại, cạm bẫy ngoài đời để thử thách công phu tu tập và đạo hạnh của kẻ tu hành. Bồ Tát có đủ oai lực để chiến thắng, hàng phục tất cả những ma chướng, nên các ngài thị hiện nhiều thân để dạy dỗ chúng sinh. Muốn cho chúng sinh thấu hiểu lý vô thường, vô ngã mà không tham đắm các pháp sinh diệt của thế gian, các ngài thị hiện thân sinh, già, bệnh, chết. Dầu mang thân cư sĩ ngồi trong tỉnh thất mà tâm thanh tịnh, nghĩ, nhớ đến chánh pháp, cũng như chư Phật thường tới lui tham viếng. Mặc dầu tất cả là không, nhưng vẫn tu về tịnh độ, nghĩa là giai không, là chân lý của vạn pháp, là bản thể của vạn hữu, mà duyên khởi thành ra hiện tượng tạo thành tất cả. Đã có hiện tượng thì không thể nói là không có, mà cái có chỉ là do duyên khởi mà thôi. Bồ Tát biết rõ đó là ma mà vẫn thị hiện, tùy thuận dùng phương tiện khéo léo mà giáo hóa, hàng phục bọn ma này. Khi chúng sinh nghèo đói túng quần thì Bồ Tát phải đến để cứu bần, để giúp cho họ qua cơn bỉ cực mà khỏi lún sâu vào chốn tội lỗi thương đau. Hàng thanh văn khi tu thì chỉ chú tâm tới tu mà không được làm bất cứ cái gì như thủ công, kỹ nghệ. Ngược lại Bồ Tát thì phải thông suốt cả ngũ minh để có khả năng, kiến thức thích hợp với xã hội mới thì việc hoằng pháp mới thực tiễn. Đó là thứ nhất, nội minh, là người hoằng pháp phải có kiến thức sâu rộng về kinh điển, nghĩa là không biết chữ làm sao dạy ai, hoặc không có tiền làm sao bố thí. Thứ hai, nhân minh, là am tường giáo lý cũng chưa đủ, mà người hoằng pháp phải dựa trên một phương pháp lý luận, một lập thuyết vững vàng để đối phó với thiên ma ngoại đạo. Thứ ba, thanh minh, phải thông thạo các ngôn ngữ văn tự của các nước khác để truyền đạt chánh pháp được lưu loát. Ngày nay người Việt định cư khắp nơi trên thế giới như Hoa Kỳ, Pháp, Úc, Thụy Điển. Vì thế nếu Phật giáo được phát triển thì cần phải chuyển giáo lý sang những ngôn ngữ này, chẳng những cho những thế hệ con cháu mà còn cho cả người bản xứ. Thứ tư, công xảo minh, người Phật tử lấy công nghệ và kỹ nghệ phụng sự nhân loại, dựa theo lòng vị tha và bác ái, không vụ lợi ích kỷ. Thứ năm, y phương minh, Phật pháp là thần dược để chữa tâm bệnh, nhưng người Phật tử cũng cần học thêm y dược để điều hòa thân bệnh, cũng như Đức Dược Sư Lưu Ly là một tấm gương sáng. Chú thuật cũng ví như con dao hai lưỡi, nếu biết chú thuật để hàng phục tà ma ngoại đạo mà cứu giúp cho chúng sinh vào hoằng dương đạo pháp thì tốt. Ngược lại, dùng chú thuật cho tư lợi, lừa phỉnh thế gian là vô cùng tai hại. Bồ Tát thấy người thiếu cơm thiếu áo thì cung cấp cho họ, rồi sau mới dùng chánh pháp mà giáo hóa. Thức dậy nghiêm miệng cười, 24 giờ tinh khôi, xin nguyện sống trọn vẹn, mắt thương nhìn cuộc đời. Mở cửa nhìn pháp thân, đời màu nhiệm không cùng, lòng dặn lòng tỉnh thức, dòng nước tâm trong ngân. Mở cửa nhìn pháp thân, đời màu nhiệm không cùng,
lòng dạn lòng tình thương, dòng nước tâm trong người. Ngay cả trong bất cứ cuộc chiến tranh binh đao khói lửa nào, người có tâm Bồ Tát phải dùng thế trung dung, không thiên vị mà giảng hòa, tránh tai ương chết chóc cho chúng sinh. Bồ Tát làm bất cứ việc khó làm nào, thị hiện làm bất thân hình nào, cũng chỉ vì muốn cứu khổ cho chúng sinh. Bồ Tát làm tất cả mọi chuyện, lành cũng có mà phi đạo cũng có, nhưng làm xong là bỏ, không chấp việc làm của mình, không mong cầu trông đợi gì hết. Ngược lại, phàm nhân thì làm vì tư lợi, làm xong nhớ mãi không quên, tâm luôn luôn mong cầu đền đáp. Châm ngôn của người thế tục là bánh sáp trao đi, bánh quy trao lại. Do đó, mất bánh sáp mà không thấy có bánh quy thì tự mình chuốc lấy hệ lụy khổ đau. Còn đối với Bồ Tát thì cho là hết, cảm ơn cũng vậy, mà không cảm ơn cũng chẳng mất chi, nên tâm hằng thanh tịnh. Tóm lại, Bồ Tát làm tất cả mọi việc để cứu độ và dẫn dắt chúng sinh về với Phật đạo. Các ngài không ngại nghịch cảnh, không chấp phương tiện, ngay cả làm những việc phi đạo, thuận theo lòng nhân thế, phá tan thiên ma ngoại đạo, không quản ngại gian lao, không mong cầu đền đáp, thi ân bất cầu báo, mà tâm hằng thanh tịnh, để chúng sinh noi theo đường sáng quay về với chánh pháp mà phát tâm Bồ Đề. Phẩm này đề cao hạnh nguyện của Bồ Tát thị hiện vào đời để hóa độ chúng sinh, khác với hàng thanh văn xa lánh cuộc đời nhiễm ô xấu ác, rút tận vào chốn rừng sâu u tịch để mong cầu giải thoát cho riêng mình, thì các vị Bồ Tát đối với sinh tử không nhàm chán, thấy khổ không sợ, thấy thế gian vạn pháp là không mà vẫn vào đời cứu độ. Người tốt cũng thương mà kẻ ác cũng không chê trách, làm mọi hạnh lành không ngại phi đạo mà không hề bị cấu nhiễm tham đắm. Bài kệ trên diễn tả rõ ràng về gia thế của cư sĩ Duy Ma Cật. Đây không phải là một cư sĩ bình thường, mà tâm hạnh chính là một vị đại Bồ Tát, trí tuệ viên thông, biện tài vô ngại. Ông chính là một người bất tư nghỉ để trình diễn Phật sự bất tư nghỉ, nhằm giáo hóa chúng sinh về đại thừa diệu pháp bất tư nghỉ vậy. Trí tuệ của ông thâm sâu huyền diệu, chỉ có những người xuất gia thượng căn thượng trí mới mong sánh kịp. Vậy chủ yếu của kinh Duy Ma Cật là gì? Phải chăng kinh này muốn nhắn nhủ với chúng sinh là chiếc áo không làm nên người thầy tu? Tư tưởng đại thừa là không câu nệ trên hình thức, trong khi giáo lý tiểu thừa thì chấp chặt vào nó. Con người vì ham chuộng hình tướng bên ngoài, mũ cao áo rộng, mà quên đi thật tánh huyền diệu vô vi thanh tịnh bên trong, cho nên mới lao đầu vào trong hang hùm, nanh cọp. Nay nếu biết thức tỉnh, để thấy rằng chiếc áo lúc nào vẫn là chiếc áo, đừng bao giờ lầm lẫn chiếc áo là những đức tính cao quý, tâm đạo đức, tánh vị tha vô ngã của nhà tu chân chính. Đây là muốn nhắc nhở những người đệ tử Phật muốn tiến trên con đường Niết Bàn, vô thượng Bồ Đề, thì phải cảnh giác về chiếc áo. Nói một cách khác, tu là chuyển tâm, tức là soi chiếu từ trong nội thể, thì ở đâu tu cũng được. Và đây chính là tâm xuất ra, mà thân không xuất ra vậy. Càng nằm trong bùn lầy tanh hôi dơ giấy, thì sen càng nở hoa thơm bát ngát. Càng gặp nghịch cảnh, chướng duyên, thì càng nung nấu chí nguyện để sớm viên thành Phật đạo.